Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài mồi nền chiên câu cá trôi chép chấm hiệu quả dễ làm nhất trong năm 2024 nha các bạn. Thì dạo gần đây mình có đi câu và mình có lấy cái mồi này để mình trộn với lại cái cám nền mình câu để mình săn hàng, săn cá chép và cá trôi. Thì mình thấy tỷ lệ của nó lên cá rất là cao. Vì vậy cho nên ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người cùng xem và cùng tham khảo. Tại vì cái mồi này mình đã test ngon rồi, test thành công rồi. Mình hướng dẫn chi tiết rõ ràng cho mọi người xem luôn. Đây. Đây mọi người. Đây là khoai lang nha các bạn. Khoai lang luộc bắp nhuyễn nha. Hiện tại mình đang có khoảng 5 số ký gì đó, nhiều lắm. Còn đây là bắp nha các bạn. Bắp ngâm. Đó, bắp ngâm. Còn đây là tóc ngâm. Đó. Đây. Đây là bắp ngâm. Bắp ngâm được 4 ngày rồi các bạn nha. Từ bữa thứ hai tới giờ, chiều thứ hai bây giờ. Bây giờ là chiều thứ năm nha các bạn. Đó. 4 ngày rồi, đó bắp ngâm. Đó. Còn đây là tóc ngâm. Tóc ngâm chứ mà không câu tóc tóc mầm nha các bạn, tóc ngâm thôi. Sẽ đổ hết nước cái tóc này ra và nước bắp này ra luôn. Và đây là dầu chuối nha các bạn và bia. Đó, nguyên liệu hôm nay của mình nó chỉ có bao nhiêu các bạn. Giờ mình sẽ đi cắt nước kia ra rồi mình hướng dẫn trộn mồi cho mọi người xem. Ok nha các bạn. Ở trong đây là nước bắp ủ nha các bạn. Mình chừa lại khoảng ở chừng hơn 1 lít, lít rưỡi nước bắp ủ nha. Để tí nữa mình bỏ vô trong kia cho nó nhanh lên mùi. Đây, đây là bia. Bia nha các bạn, bia Sài Gòn. Hai lon bia Sài Gòn. Một lon bia Sài Gòn. Lon thứ hai. Bia Sài Gòn. Ok. Bây giờ mình sẽ cho dầu chuối. Đây, 10 ống dầu chuối. Tạo hương vị thơm lâu, không bị mất mùi. Tăng độ ngọt, giảm độ chua, chua thơm hoài luôn, dài lâu, không bị mất mùi trong một thời gian dài. Các bạn để vài tháng hoặc cả năm cũng được. Chứ các bạn mở ra mùi vị như thế nào, y chang như vậy, không hề bị mất. Đối với cái dầu chuối này, cái mồi nền này của mình á, các bạn để làm thính dụ cá, thính dụ cá chép, cá trôi, cá chấm và sẵn tiện câu luôn cả cá trôi chép chấm. Mình thì mình thích dụ thôi, dụ vô để nó ăn cái bông thái với lại cái bô ly. Thì mình thích ăn hàng, mình không thích ăn cái nhỏ nữa các bạn à. Đó, còn các bạn thích thì các bạn chụp thẳng với mồi câu vậy thôi. Đó. Ok, xong rồi đó. Quậy đều lên thôi. Quậy đều nữa là xong. Đó. Xong. Giờ đến được cái phần đây. Bắp. Thóc. Đây là thóc thóc ngâm. Ngâm 4 ngày. Chắc cái nước rồi, cho đi luôn. 2 kg nha các bạn, 2 kg thóc ngâm. Đó. 2 kg thóc ngâm. Mình cho vô đây mình tráng nữa, mình tráng lấy cái hạt bắp sót lại ở trong cái xô. Đây. Đây là bắp. 3 kg bắp ngâm. Rồi, ngâm 4 ngày luôn. Cho vô luôn. Đó. Đây là mùi thô nha các bạn, mùi nền thô nha. Chiên để dùng để săn hàng và dụ cá nha các bạn. Mình thích. Đây. Đó, đã chưa các bạn? Đây. Còn đây là hỗn hợp mình đã trộn sẵn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ vô đây luôn. Trộn đều lên. Đó. Ok. Xong.
trộn đều nữa là xong rồi các bạn ạ. À, đơn giản lắm. Có ở đâu các bạn? Khoai lang, thóc ngâm, bắp ngâm, hai lông bia Sài Gòn, một hộp dầu chuối. Rồi ok, đơn giản như vậy thôi mà hiệu quả rất là cao nha các bạn. Bồn này của mình, này của mình toàn là hạt thôi, hạt chứ dính hạt thôi, ít bột lắm. Cá mấy con hàng nó vô thấy những cái hạt này thích lắm các bạn, những con cá chép á, cá trôi và cá chấm á, vô thấy con hàng này thích lắm các bạn à. Ok, đây nhiêu đây khoảng nó gần hơn 10 kg nha các bạn, mười mấy ký á. Cái mồi này của mình á là chủ yếu là mình làm cho nó ướt nha các bạn, chứ không để mình làm khô nha. Nè, ướt như vậy nè, các bạn để lâu ok đó, mà các bạn làm khô á, để lâu không được. Đó, ok các bạn nè. Đó, xong rồi các bạn ạ, đơn giản thôi. Đó, mình sẽ lấy cái xô này, mình sẽ cho cái phần nè, ấy vô. Đây. Đó. Đây là cái xô 20 kg nha các bạn. Rồi, nãy nha. Đơn giản có ngay một cái mồi nền. Cho các bạn khỏi thắc mắc là mình làm mồi nền như thế nào và cách trộn một nguyên liệu nó ra sao và làm vào ủ và như thế nào đó. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong luôn rồi đó, tất cả luôn rồi, không có giới hết nha các bạn nha. Ok, hoàn thành nha các bạn. Để nắp lại nó ra xong, nắp nó hơi dơ các bạn à, thông cảm nha. Ok, và các bạn cùng xem lại những pha lên cá từ cái bài mồi nền này nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Báo cáo nha, Hoàng Dương. Ok bạn Dương. Hugo rồi. Hugo rồi. Các bạn Dương lên TV đi. Hugo lên em ơi. Các bạn Dương của chúng ta đang căng cần nhiều một khắc rất đau khổ. Nhả bên đâu được rồi. Cứ nhả bên được rồi. Mà thằng 4 rồi bạn ơi. Thằng 4 rồi, 4 rồi. Chép. 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 Wow. Chép. Bạn Dương chúng ta đang rất là mệt các bạn. Ủa rồi cái vợt đó thì vợt cái gì không nội? Đâu. Mượn cái vợt của mình đi. Mình không có vợt bạn. Trời ơi. Có gì luôn à. Để cho nó mệt đi. Có cần mình hỗ trợ không bạn? Được. Trời, cái gió giật không nổi. Cái giật. Có giật mình không? Có giật bạn ơi. Ơi đừng nắp nha, đừng nắp nha. Wow ơi. Cái coi hay sao nội ơi. Cái coi mà.
Oh, hay quá. Hay quá. Hay quá. Giật cá chuyên nghiệp. Ôi. Bao cá. Hình như con cá coi sao để phải con cá. Wow. Chép. Chép. Bơ ly. Chép dân khe cho. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp bạn Dương ơi. Giữa chân nè. Ngoài 4 chắc. Con này phải tầm 4 rưỡi. Rồi hôm nay mới quay tổng đi. Đây nè, đây nè. Đâu rồi? Các bạn lên tivi đi. Ôm đi để chụp hình cho lên tivi nè. Bốn rồi. Quá đã bạn Dương ơi. Có tân tân vỏ. Con này ngoài 4 rồi. Ồ nó có bầu. Tuyệt vời các bạn. Giá giọng của bà. Này chắc 4 rưỡi. Đẹp chưa bạn ơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bạn. Đây ha. Đây nè. Đã đáng bù vô chứ. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Anh em đâu. Đúng rồi. Bao cá. Quá đẹp. Bao cá chép nó le nha anh em. Ok. Ăn bơm thái nha mọi người. Chắc tầm 4 kg á. Vô đây bạn. Nó sạch nó dơ quá à, để tí rửa sạch sạch đó. Hai anh em mình bu vô. Đánh vô đây, vô đây, vô đây. Quá đẹp, quá đẹp. Bao cá nha. Quá đẹp. Được đội sang hàng. Quá đã các bạn. Đam mê con cá. Đội đam mê con cá đây lên hàng các bạn. Chắc quá đẹp các bạn ơi. Ok. Nặng không? Nặng 4 kg mấy không? 5 kg có bạn. 4 mấy gì? Các bạn. Nè cái bông thái nè. Con này phải ngoài 4 kg rưỡi. Còn 5 kg bạn. Ừ, ngoài 4 kg rưỡi. Ngoài thử nặng lắm. Trứng thôi không là hết kg. Bông thái săn cả nửa năm nay mà mới trúng. Ngay cái cần mới. Nè. Quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Báo cá. Báo cá. Khủng lồ rồi. Khủng lồ rồi. Giờ canh cá chọc. Giờ canh cá cái. Nó mới đắt bây giờ kìa. Rồi. Khủng lồ rồi. Chạy bằng trời có hai lưỡi à trời ơi. Đánh phúc quá à, trời ơi trời 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 chục ký á chục ký á chục ký mà ông trọng đó rồi chục ký á u quá chục ký trời 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 em chết wow khủng lồ các bạn ơi chục ký các bạn ơi quá bự rồi nè có hai lưỡi rồi nè vẫn làm gì cái lưỡi nè 14 nè nè quá chục ký á trời chục ký á chục ký á các bạn ơi rằng chụp đen đã thật chứ tuyệt vời các bạn chục ký á các bạn trời ơi con cá to má chắc là cái gọng của này không đủ rồi cái gọng không vừa rồi nè có hai lưỡi chứ nhiêu nè có hai lưỡi chứ mấy mà nè lưỡi 14 nè một lưỡi sớm một lưỡi bắp ok cảm nền tổng hụt bãi đỉnh nha các bạn con chép quá cho bự rồi bạn ơi đã
Báo cá. Báo cá nha anh em. Mãng, giật mãng. Đẹp. Con nữa, hai con. Nhỏ đó, con nghe chục ký kìa. Báo chém nữa nha các bạn. Chết cho các bạn. Đẹp không? Con này mình sẽ thả cho nó mau ăn sống lớn nha các bạn. Ok. Thả cho nó lớn các bạn nha. Okay nha. Con này con được bò ta bó tồn. Bó được tồn. Ok. Nó đã được phóng sinh nha các bạn. Rồi lớn. Lên. Kéo ào ào kìa. Lớn. Rồi lớn rồi. Lớn. Lớn rồi bên ơi. Nặng là nặng à. Lớn. Ui gò rồi. Rồi. Tao mất rồi mày không anh. Báo cá bạn ơi. Đó, con người cưới được rồi, đừng có thêm nữa. Ui gò nữa rồi. Ôi ôi. Ui. Giật đâu. Đây. Được không? Được mấy giật chứ. Ui gò nữa rồi em ơi. Đây, con dây dưỡng dây bên đó rồi đó. Đó à. Chết rồi. Đù cái chốc vàng đẹp đây nè. Sao đỡ được? Chết thứ ba nha anh em. Hai lưỡi thôi, coi chi nhiều. Rồi mày. Hai cái mấy á, ba ký á. Ba ký, bay dép mày. Mùa năm nay con cá mấy đỉnh. Vẫn còn cá công à. Ba ký. Mẹ, chết vàng các bạn ơi. Anh này cầm ra anh. Đã các bạn, chết vàng các bạn. Con chết thứ ba nha các bạn. Thôi con này cho vỏ các bạn. Đã nữa. Okay. Ăn ngon rồi đó. Chờ nói gì nữa. Có đã. Chưa? Thành quả ngày hôm nay nha anh em. Một con chép đen 9 kg và một con chép vàng 2 kg nha anh em. Rồi cái bình này để cá đủ không? Để đúng cái đầu à. Này con heo với con cá gì các bạn? Con cá này chắc con thọ nó chắc có hơn chục năm rồi các bạn ạ. À. Quá khủng các bạn ạ. À. Bạn nghĩ sao về điều đó? Vậy bây giờ tụi mình sẽ hóa kiếp cho nó nha các bạn. Ok các bạn. Lên luôn đi. Khó giật.
sao đỡ được các bạn à. Ở cái chòi nha các bạn. Ăn bơm thái cho các bạn. Ok. Khí máy hả? Trời giỏi quá. Ok các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn xong về cái bài mồi nền chiên câu cá trôi chép chấm đã thử nghiệm hiệu quả vi diệu của đam mê câu cá nha các bạn. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chào các bạn.